Xin cảm ơn RMIT đã tổ chức cái sự kiện chào mừng phụ huynh và gia đình tân sinh viên. Đây là một cái sự kiện hết sức là có ý nghĩa đặc biệt. Hôm nay mình đến đây thì mình cũng được tìm hiểu thêm rất nhiều về cái chương trình học của các con và cái giảng dạy của nhà trường. Từ đó là mình sẽ có được những cái định hướng cho các con trong những cái công việc trong tương lai sau này. Ngoài ra thì đây cũng là một cái sự kiện mà phụ huynh có cơ hội được giao lưu và gặp gỡ nhau. Hôm nay mình dự thì mình thấy đầu tiên là cái công tác tổ chức rất là chu đáo. Cái thứ hai, nội dung chia sẻ rất thiết thực với phụ huynh. Và cái thứ ba đó là cái vấn đề chia sẻ về cái tâm lý của con. Đây là ba cái điểm mà mình rất ấn tượng. Tôi chúc cháu là học tập thật tốt, có điểm GPA cao, học thêm được nhiều những kỹ năng mềm để giúp ích cho cuộc sống và công việc của cháu sau này. Đồng thời sẽ có được những cái trải nghiệm tuyệt vời và có những tháng ngày rực rỡ bên cạnh các bạn sinh viên và ngôi trường IMIT thân yêu. Mong con hãy tự tin, cố gắng nỗ lực. Bố mẹ đã chắp cho con đôi cánh, mong con hãy bay thật cao, thật xa để đi được đến những cái chân trời mà con mơ ước. Chúc cho con sự tự tin, yêu thương và lan tỏa, gắn kết cùng cộng đồng sinh viên RMIT ở Việt Nam.